Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kit Cam Sành. Trên màn hình đây là cây cam sành đang trong cái hiểm làm bông. Đối với cái cây này thì cái quá trình phun xịt gần như đã kết thúc rồi. Thì trong các vườn thì các cây đa phần thì nó không có đều nhau, cho nên là sẽ tiến hành tiếp tục là ngâm mầm. Thì trong thời điểm mà các bạn tiến hành phun làm bông thì ở thời điểm mùa nắng hay là mùa mưa thì theo mình thì chúng ta nên là xiết nước để quản lý tốt cái vấn đề bộ rễ. Nếu xiết nước thì cái bộ rễ của mình nó sẽ khô ráo thì nó ít đi rễ, lúc đó cái quá trình phun xịt nó cũng diễn ra dễ nữa. Nhưng mà nó cũng tùy theo tình trạng vườn ha. Nếu cái vườn mà chúng ta chủ động được cái nguồn nước á, tức là các bạn xiết nước được rồi cái lúc khai vô á, xịt xong mà chúng ta khai ra được liền thì cái đó chúng ta hãy nên xiết nước. Còn những cái vườn nào mà chúng ta xiết nước không chủ động được á, tức là các bạn mới có xiết nước thôi nhưng mà 2-3 ngày sau lỗ mỗi nó xì vô ngập tràn thì chúng ta không nên xiết, tại vì làm kiểu đó cái cây nó thiếu nước xong nó có nước lại nó tỉnh rất là nhanh. Cho nên là cái vấn đề xiết nước là theo mình thì các bạn nên áp dụng đối với cái vườn mà chúng ta quản lý được thật là tốt thôi, tức là xiết là phải cạn, xả nước vô rồi sau đó khai ra được, không có xì mỏi hoặc là cái nước nó không có ra vô thường xuyên. Đối với cây này nè, các bạn có thể thấy nè, chúng ta sẽ tiến hành là xiết nước cho liếp nó khô nước nẻ luôn. Vì hiện tại là cái lá nó đang trong tình trạng là đã xanh lá rồi. Nó khớp nhưng mà cái lá nó xanh ha, khi biểu hiện này, chúng ta nhìn nè, những cái lá nó đã co khớp với lại hết trơn rồi. Đây, những cái lá mà các bạn thấy đây, nó co khớp rồi ha. Giờ ở thời điểm này nó đã cứng lá rồi. Có số cây cái mầm nó đã có ở cái trạng thái là các bạn thấy nó đã nứt xanh xanh nè. Và con số mầm nó đã xì trước rồi. Đây, ví dụ như những cái mầm này. Thì nhìn tổng quan cái bộ lá này chúng ta có thể đánh giá được cái tới cái tình trạng là cây nó đang lên mầm. Đây, cái mầm này nó đã nứt rồi nè. Con số cái thì nó đã xì bông trước. Đối với thời điểm này là cái đầu mùa mưa, nếu mà chúng ta xiết nước, các bạn thấy ở những thời điểm đầu mà đậu mầm xiết nước chuẩn á, mà khi gặp nước mưa cái bắt đầu cái cây nó sẽ có biểu hiện xì bông thôi. Cho nên là đây là những cái bông mà nó bị xì trước do nó bị thấm nước, nó thấm nước mưa. Do cái cây nó không có đều, nó không đều giữa tất cả các cây về cái quá trình lên mầm. Cho nên là đối với nếu như mà cây nó đều thì ở thời điểm này là có thể tiến hành là phun phá lá để kích bông được rồi. Nhưng mà có số cây nó lên mầm trước, có một số cây nó lên mầm sau. Thí dụ những cái cây này là các bạn có thể thấy ha, cái đầu đọt nó đã xì hết trơn rồi. Đó, cái bộ lá này nè, là bộ lá này nó đã già, đã lên mầm rồi nè. Đây, cái cây này thì bộ tàn trà nó rất là nhiều. Cho nên là trong thời điểm những cái cây đầu á, hoặc là những cái cây mà trước cái cây làm bông, nếu như mà chúng ta quan sát cái bộ tàn trà, bộ tàn nhện á, nó không có được nhiều á, thì các bạn hãy chúng ta nên tiến hành phủi một lần đi, lấy cho cây đọt của mình cái bộ tàn nhện nó nhiều. Khi mà bộ tàn nhện nó nhiều á, các bạn làm bông thì về sau cái năng suất nó sẽ ổn và đồng thời là cái tỷ lệ ra bông, tỷ lệ đậu trái nó sẽ cao. Năm đầu thì chúng ta cho trái tàn dưới thì cái cây nó sẽ được đi đọt liên tục luôn, thì cái cây nó sẽ ổn thôi. Cây này là cây cam sòn nè các bạn. Này, cây cam sòn nè. Thì quy trình làm bông vẫn áp dụng chung một cái quy trình đối với cây cam sành, tại vì trồng chung mà. Cái này trồng xen kẽ vô nè. Thì hiện tại các bạn có thể thấy nè, lá trên nó đã xanh dày hết trơn nè. Đó. Thì vẫn áp dụng cái biện pháp bình thường ha. Cái gốc nó đang chạy ra nè, tức là chúng ta phun tạo mầm chung một lượt. Thì hiện tại cái quá trình xì bông nó đã diễn ra rồi. Đây, đây là những cái bông nó xì. Đây.
ha. Những cái này nè, cái trái nó xanh nè, độ trái tốt rồi nè. Đây bông nó rất là mập nè. À, đối với này chưa đi dinh dưỡng nhưng mà bông nó tương đối mập. Thì đối với keo cơm sòn thì quy trình nó cũng tương tự thôi, cũng tùy theo tình trạng cây lớn nhỏ mà chúng ta áp dụng cái quy trình khác nhau. Có một số nhà vườn của mình á, áp dụng cái quy trình là siết gốc. À, tuy nhiên mà nếu phun xịt hoặc quản lý nước tốt á, thì nó cũng ra bông bình thường thôi. À, đối với cây cơm sòn cái vấn đề nước á, rất là quan trọng. Nếu như mà các bạn quản lý nước không tốt á, cái tình trạng nó xì đọt làm bông khó ra lắm. Là cây này nó cũng đã xì rồi nè. Thì đa phần những cây này nó đã có mầm đều rồi. Riêng cây này thì nó xì rất là nhiều nè. Hay những cái nhánh này nè. Đây cái bộ tàn trà nó rất là nhiều. Nè, có chết trà hả các bạn. À, đối với cái cây mà cái bộ tàn trà nó nhiều á, phun nó chết trà, nhất là những cái trà phía trong đây nè. Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi chúng ta quan sát, trà nó chết sẽ là trà nhỏ nha, chứ không phải là trà lớn. Ở trong khi các bạn tiến hành phun thuốc á, thì cái vấn đề cái cây của mình nó sẽ thiếu nước nè, bị thuốc nữa, cho nên là những cái trà nhỏ, những cái trà không có tiếp xúc được với ánh sáng á, nó sẽ bị đào thải đi. Đào thải tức là nó sẽ bị chết đó. Cho nên là cái vấn đề mà chết trà nhỏ thì không có sao. Này, ví dụ như cái trà này nè, cũng đang trong tình trạng ra bông nè. Đây, đây là những cái bông chùm. À, đối với cái vườn này ngâm thêm một phần, thêm thời gian khoảng tuần đó thôi, sẽ tiến hành là phun phá lá kích bông rồi này. À, đối với cái này nó ra trước thì kệ nó, bắt buộc phải đợi rồi. Đây. Các bạn thấy nè, cái cây nó xanh nè, nó ra đọt ở trên thẳng băng luôn nè ha, cái phần đọt ở trên nó xì thẳng luôn và cái lá nó rất là xanh. Tuy nhiên mà cái lượng bông nó ra bên trong nè, các bạn thấy đây, nó cũng rất là nhiều. Thì ở những thời điểm đầu á, các bạn tiến hành chặn đọt xong, tạo mầm xong, khi cái cây có mầm thì chúng ta buông thuốc, tức là chỉ ngâm mầm thôi để đó chứ không có tác động gì nữa hết trơn á, thì cái cây nó sẽ bắt đầu xì đọt thôi, xì đọt ở phía trên thôi. Thì đọt ở trên thì đa phần nó không có bông, nó có bông là những cái đọt ở phía dưới này. Này các bạn thấy nè, riêng cái nhánh này nó ngoại lệ sao mà nó tuột từ cái mắt lá dưới đây nè, lên tới trên luôn. Nghe, mỗi mắt lá nhánh này nó ngoại lệ rồi, chứ đa phần thì nó không được vậy. Những cái đọt ở trên thì nó xanh, nó ra mướt rượt nè. Tuy nhiên là ở dưới thì nó đã có mầm rồi. Thì những cái cây này đa phần là nó đã có mầm tương đối ổn rồi. À, ví dụ như những cái cây này thì nó đã đạt rồi. À, tuy nhiên những cái cây mà cái bộ lá nó, nhầm cây cái bộ lá nó còn xanh xanh như vậy nè, thì nó chưa có đạt, phải tiến hành đợi. Tuy nhiên mà tàn dưới thì nó cũng có xì nha. Những cái nhánh này nè các bạn thấy nè, nó vừa rớt cánh xong ha, mà cái trái nó xanh. Như vậy là tương đối ổn. Tức là ở vườn này chúng ta đợi ngâm mầm để cho cái tỷ lệ nó ra được ổn hơn thôi. Chứ theo tình hình mà chúng ta tiến hành phá lá thì cây nó vẫn ra được bình thường. Đợi cho nó đều thôi, cho nó chắc cú thêm một phần. Tại vì đợi thêm chỉ có vài ngày thôi. Đấy, những cây này thì nó cũng đang ra. Những trái nhỏ phía trong nè, nó vẫn đậu bình thường. À, đối với cây cam của mình á, khi mà làm bông có cái lượng trái như thế này nè, sau cái thời điểm phun phá lá thì chúng ta nên tiến hành quản lý cái nhện đỏ, để cho cái trái của mình nó không bị nhện đỏ đánh á. Để mà khi mà nó xì bông á, xì bông có như vậy nè, hoặc là mới búp nứt nứt thôi, mới u nhỏ nhỏ thôi, mà các bạn phun nhện đỏ ha, thuốc nó rất là nóng, nó làm cho tình trạng nó bị nín bông. Cho nên là phun thì chúng ta phải phun sớm để cho cái trái nó đẹp. À, những cái này nó cũng xì rồi nè. Cái chùm trái này nó đã đậu rồi đây. Nó ra trước trong thời điểm mà tiến hành làm. Nè, các bạn có thể quan sát thấy cái bộ lá nè. Cái bộ lá nó lên mầm là nó tựa tựa như vậy nè. Nhưng mà nó cũng phụ thuộc tùy theo cái loại thuốc mà chúng ta đưa lên nha. Nó sẽ có những cái biểu hiện khác nhau.
nhầm loại thuốc thì cái lá nó sẽ xanh đậm luôn, nhưng mà nó vẫn lên mầm. Nhầm loại thuốc thì nó sẽ cớp cớp mà nó ngà ngà như vậy nè, nhưng mà chúng ta bóp nó giòn nghe. Ở thời điểm này là nắng giữa trưa, tuy nhiên mà cái lá các bạn nghe nè, nó giòn nè. Và theo mình quan sát thì trên cây cam nó có một đặc điểm như thế này. Thí dụ cho một cái chùm nhánh bự như vậy nè, nè các bạn thấy ha, cành thì cành bự, thì sau đó tiến hành bấm lấy cơi nè, nó ra nguyên chùm vậy nè. Mà trong một chùm này mà nó có một cành có xì bông như vậy thì những cành khác thì nó có bông. Tại vì cái nguyên tắc tạo mầm của nó thì nó chung một nhánh mà, chung một nhánh lớn này, cho nên là một nhánh nhỏ này nó có bông rồi thì những cái nhánh xung quanh nó sẽ có bông thôi. Nè, cái này tàn trong nó cũng xì trắng nữa nè. Những cái này nè các bạn thấy nè, chùm chùm này sổ nhị rất là đẹp nè. Nếu như cái trái của mình sau mà khi tiến hành kích bông sổ nhị xong mà được như cái chùm này nè, tỷ lệ đậu rất là cao. Đối với cái cây này thì nó ra bông trước như vậy, thì tới nữa vẫn tiến hành phá lá bình thường thôi, nhưng mà chúng ta phá lá với tỷ lệ nhẹ. Khi thấy nó rụng được thì chúng ta áp dụng cái biện pháp là rửa rễ giá độc lại, thì cái quá trình đậu trái nó sẽ diễn ra được tốt thôi, chứ không phá lá thì nó rất là dễ bị nín. Đối với cây cam bự của mình, cái bộ tàn nó rất là nhiều như vậy nè, không phá lá tỷ lệ nín nó rất là cao. Đây là những cái trái mà nó ra trước nè, bây giờ nó là đậu đột xanh rồi nè, các bạn thấy ha, bông chùm như vậy nè, tỷ lệ đậu rất là cao. Cái này cũng là trái chùm nữa nè, những chùm này nó sổ nhị tốt nè. Tùy theo cái tình trạng cây và tùy theo tình trạng vườn. Thí dụ như những cái vườn nào của mình mà các bạn thấy cái tỷ lệ bông nó nhiều á, thì các bạn nên đi dinh dưỡng cho nó nhỉnh lên, để cho cái phần lá đi theo á, cái phần lá này nè, nó sẽ được lớn lên. Chứ chúng ta thấy bông nhiều quá thì đi ít thì cái lá nó sẽ nhỏ. Tuy nhiên mà đi vừa phải thôi nha, các bạn đi quá dư đạm, cái cuốn nó bị mỏng, nó mềm, nó cũng dễ rụng bông nữa, tỷ lệ đậu nó không có cao đâu. Đa phần nãy giờ nó xì rất là nhiều ha, tỷ lệ xì tương đối nãy là đều cây. Vì cái vấn đề mà khi phun thuốc làm bông á, thì theo mình á, các bạn nên phun làm sao cho nó phủ cây á, để cho những cái cành nhánh nó được tiếp xúc đều cái lượng thuốc ở cái dạng mịn là nó sẽ hợp lý hơn, thì cái tỷ lệ mà cái cây nó ra bông nó sẽ im hơn. Thì hiện tại là có nhiều cái cách phun, thì thí dụ như pha thuốc sẵn đúng nồng độ hoặc là rút nước tự động, thì theo mình á, tốt nhất vẫn là pha đúng nồng độ thì chúng ta phun thì nó sẽ đảm bảo. Nhưng mà thí dụ đối với cái vườn mà có diện tích lớn á, nhà vườn mình không có thời gian thì bắt buộc chúng ta phải tiến hành phun tự động rồi. Nhưng mà phun tự động thì bắt buộc cái lượng thuốc nó phải nhiều hơn. Tuy nhiên mà cái lượng thuốc nhiều hơn thì đôi khi nó sẽ gây ra tình trạng si cây, do cây nó bị ngộ độc thuốc. Nhưng cách nào cũng được, nhưng mà theo mình thì cái lượng thuốc nên phủ toàn bộ cái cành nhánh để cho cái quá trình lên mầm chuyển hóa của cái cây nó diễn ra được tốt hơn. Thí dụ như những cái vườn nào mà chúng ta phun không đều á, thì nó ra không đều hoặc nó chỉ ra trên chớp đọt thôi. Cho nên là tùy theo cái tình hình mà chúng ta áp dụng những biện pháp phun khác nhau. Như cây này các bạn có thể thấy ha, cái màu lá nó đã xanh, ẩn xanh rất là nhiều rồi. Khi mà cái quy trình nó gần như là kết thúc, thí dụ trung bình thôi, tùy theo vườn, quy trình nó có thể là 50 ngày, 60 ngày, 7, 8, 90 ngày. Nhưng mà dao động trong khoảng 50 ngày, nếu cái quy trình nó, cái cây của mình nó chuẩn thì cái cây nó sẽ biểu hiện xanh lên. Tại vì ở thời điểm đó là thời điểm cái đầu rễ nó đã ra rồi, thì lúc đó nó đã có xì bông rồi. Này, các bạn thấy nè, những cây này nè, ra tương đối là cũng là ổn ha. Này, những chùm này đậu rất là đã. Đây cái trái nó xanh như vậy nè.
Cái lá ở thời điểm này các bạn có thể thấy là xiết nước nó cớp nè, nó co, nó cuộn tròn nè, nó xe là như vậy nè. Nhưng mà vì sao chúng ta kích thì cái lá nó sẽ nở ra vừa vừa thôi. À, đối với lá cam nó không có nở, nó không có xòe thẳng hết các bạn, mà nó cuốn tròn 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 xíu thôi. Đây, cây này cái lá nó còn cớp hơn nữa nè. Ở thời điểm cuối như thế này mà nếu được cái lá nó được cớp như vậy nè, nó rất là im, cái cây nó lên mầm tốt. Rồi, do miếng đất này nó hai đầu của đất khác nhau, một đầu thấp đầu cao, cái đầu này thì nó im hơn đầu kia nó thấp hơn, chúng ta phải đợi. Cây này ra quá chừng gỗ nè các bạn. Cây này tỷ lệ ra gần như là đạt rồi. À, đối với cây cam sành nó ra trước ra sau thì nó cũng không có gây ảnh hưởng tới bông ha. Ví dụ những cái này nè, ra mà gặp điều kiện thuận lợi nó sẽ đậu trái non. Khi nó đậu trái non tới nửa tiến hành phá lá thì cái nhóm này nó vẫn đậu thôi. À, đối với cái chùm này nè các bạn thấy nè, tỷ lệ rất là im nè. Ví dụ khoảng một tháng trước á, cái mưa trái mùa và nắng quá là những cái bông nó ra nó rụng hết trơn, nó không được xanh như vậy. Nhưng mà khi mà sổ nhị xong các bạn thấy xanh gì nè. À, chứng tỏ là nó đã ổn rồi. À, nhìn quan sát những cái trái này chúng ta có thể thấy cái trái nó bị ốm nha, do đâu có đi phân thuốc gì đâu. Ở thời điểm này tiến hành xiết nước mà, tức là cái cây nó hút được nước mưa, nó ra rượng thôi. Đó, như cây này thì cái tỷ lệ ra như vậy là đạt rồi. Đọt ở trên thì các bạn thấy nè, nó đi đọt không à, chứ không có bông. Tùy cây tùy nhánh nha, thí dụ nè cái này nè các bạn thấy nè, nó cũng cớp lá vậy nè nhưng mà nó đi đọt nè, cho nên là đợi thêm những cây kia cho nó đều á. Cái này đi đọt nè, chùm này nè các bạn thấy ha, cái lá này cũng im nữa nè nhưng mà nó cũng là đi đọt nè. Đó, cây kế bên thì nó yếu hơn xíu cho nên là nó đi bông, tức là cái thân cây nó nhỏ hơn á. Nó nhỏ hơn thì cái quá trình lên mầm nó sẽ diễn ra nhanh hơn, nhỏ hơn thì ít dễ hơn thời điểm xử lý, mà các bạn phun lên ép thuốc này kia thì nó bị thấm liền ngay. Này, cái lá này các bạn thấy ha, đó là một số chia sẻ ngắn để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật toàn vườn, thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cái cây này nó ra bông trong cái thời điểm phun xịt nè, các bạn thấy nè, tỷ lệ đậu trái nó nè, nó xiết nước nhưng mà phun xịt nó vẫn đậu trái im nè. Đây chúng ta thấy này ha, cái cây này nè nó ra bông rất là im nè, nhưng mà cây bên đây nè các bạn thấy nè, nó nín hết trơn nè, đọt nó toàn là ra lá không nè.
nó không có nào là bông hết trơn. Cho nên là đợi thêm, đợi những cây này nè, đợi những cây mà tình trạng nó như vậy nè. Đó, hai cái sát bên, một bên là bông chùm hết trơn à. So về cái màu lá nè, các bạn thấy giữa hai cây nè, nó cũng đâu có khác gì đâu. Đó, nhưng mà cái này là bông chùm nè, còn cái này là lá không, không có bông nè. Cái này ra quá trình gọn luôn. Đây các bạn có thể thấy nè, cây này không có ra gì hết trơn nè, đọt thì nó vẫn xì. Đối với cây này thì cái lá nó không có thấm bằng những cây vừa rồi nha. Là các bạn thấy nè, lá nó xanh đó, xì toàn là xì lá không. Cây này lá thì nó cũng xanh, nó còn non, tuy nhiên mà nó cành dưới nó đã lên mầm rồi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.